Màu gắn bó nhiều mà chứ mọc được mấy clip rồi đó. Lên nhiều mà có ai thấy đâu. Sao không nhiều clip lắm. Không giới thiệu hết trơn. Mày chớp cho ông đó nó trời mày bấm vô đó đang chụp tao liền. Tao giờ nói tiếng lại. Lên tivi luôn à. Tí là chai sền sền thì xịt này luôn nhỉ. Chai sền sền bớ. Cái con chó nó gì đó. Anh nghe là tử. Nghe à? Ok ok đang ở nhà mới về tới nè. Ừ. Nó ủng ngựa đi. Gặp em là anh uống xong rồi. Ừ. Đâu gần uống thuốc gì đâu. Kéo điện nghe luôn cái gì. Đấy gắn chưa trên được, gắn không ăn trên được thì gắn chứ trên được mũ cứng này nè, này không cứng là mũ mà thì nào không được không thì phát rồi nè, phan rồi nè, phan giống làm với xe kia đó, phan vô mũ khoan 3 ly phan mua khoan 3 ly đi, bắt vô là vừa đó. Đây được không, đây được không? Bác bát vô nhật, bác bát vô thử giá giá thử coi. Nó một đèn xịn, cầm như một sắt vậy đó. Sơn nhìn khá không? Bác bát vô giá thử coi. Cái nào đây nè, cái nào không không à, bắt gì nè, giống xe kia nó gì nè, nó cũng mắc phan vô đó à, thì mà nhưng mà phan mũ phan khoảng 3 ly thôi, mình lấy ống chích gỗ bắn vô đây cũng được hả? À? Đây không được cái gì mà sao không được chứ, mà sợ cái đó nó phan vô cái cốt trong á, nó trúng cái cốt trong nó dội lên không
Dưới là ok đó. Đi muốn rắn ở đầu rắn. Dưới đi. Ở trên dễ ăn làm không dễ ăn là giọt. Ở trên là cái tuôn trước rồi nè, nó phan thẳng xuống được. Xuống. Lính ruột, lính ruột. Lính ruột bây giờ đi theo đâu gặp cầm cầm cán theo rồi. Bung qua xíu được không? Ừ, cho nó lú hết cái đèn á, quay quay cái đèn ra. Ừ, quay quay cái hồng đèn trước á. Ừ, rồi cho đừng cho cậu vàng áo á. Vậy đi. Ừ vậy đi, rồi nó. Giống như kia giống. Đây cũng lòng mình. Con cá để xài đi trời. Con cá không xài. Rút số. Cho cặp luôn như có không phan ba ly á. Phan thẳng luôn không? Cái này nè, cái này là thẳng này đi mà.
lộn trong không? Lộn vô bình xăng luôn. Thử. Này mới cáo Sua rồi đốt một lần rồi đốt rồi. Nắng là hạn mà. Lấy kẹo mượn chút đi. Kẹo cho nó không?
Thôi kèm nha, đưa kèm cầm nha. Xa kìa. Hên cầm cái kiệm nó cũng cầm cái tay, chính cái tay đó luôn rồi. Thử chưa? Sẵn mà hướng dẫn anh em luôn nha. Cái trợ lực lái chỗ này, trung tâm này của thằng CBG ngàn này nó nằm đây nè. Để bên xăng nó mất tiêu nè. Giấu cho mình xăng. Sao chớp hoài luôn nè. Gì? Sao chớp hoài á? Hít mà. Mở lên nó mới hết. Gì đó. Chưa không tắt cả. Đưa lên, lên coi. Đây chưa. Ờ ok ok đây. Thì nó dành đá đèn thôi, đá đèn lên gì được ok rồi. Đấy kia nó có nó là le chớp. Không không cần, cái đó nó có công tắc riêng của nó nữa. Rồi chớp luôn. Thấy không bên Nhật ơi. Để phanh cho. Để phanh cho. Thấy phòng pin ra đây. Lấy phòng pin như là mua phòng 3 ly.
Đi tám rồi, đó nào ạ? Tám rồi chín. Thank you.
đâu. Hả? Gì? Chị mời được không? Hả? Chị mời đi. Rất bự mà là ai? Dạ. Nè. Chưa có cửa quên đi. Tại đi tối đây lục giác theo chạy đâu ok thì ấy còn không thì ủa sao không quay lên trên nữa hả? Không được, không lại quay cho nó phan vô cái cốt trong. Bữa cũng nghiên cứu rồi cái làm cái xe kia, chính làm cái xe này đổi lại mà cuối cùng không được. Kêu điện thoại của nhà ông đem lên chứ nhà đem lên nó kêu này có 100 thì đụng ngựa đi giờ mày lấy đi 100 trên chi cho mày hết đúng không, kêu nhận lấy gì út không có đem ra mà không có lấy đồ nghe nhét vô chạy bữa nào đổ ruột cái cắn lử nha. Tối chờ thử coi. Bên sang cầu Long. Mà chạy vô đây chứ ra lỗ lớn mình không thấy. Ôi, nó có đèn nó đỡ nhiều lắm. Nó báo chạy đèn nó. Cái nó rồi chứ. Để cái này đâu kính giá mà thấy có máy đâu. Tao lên thử đèn cho mới đẹp. Thử đèn hết đi, gấp vô xong. Thử đèn đẹp. Không, YouTuber ở ngoài nó quay có mình nên không? Mình Việt Nam quay, báo ngừ. Đó, người làm không xong nữa. Mà sao nó kỳ nhất. Nè, dính mà. Gấp đây. Thôi, gấp đi. Ủa đồ vậy ta? Gửi rồi. Ok, anh Vinh. Ok anh. Che vô, chạy tới che vô đi về luôn. Sao rồi? Đụng ngựa cho làm gì đâu, cũng thấy cho làm ngày cái nghỉ 1 tháng á. Làm đâu? Đụng cái này không ra không làm luôn hả? Tiếp chứ làm đâu làm thằng ơi trời đụng mẹ múc nó gì thì tiếp nó đi về 3 tháng rồi nhắn kêu chạy quy tiếp nó nè giờ nó cà thọt nó chân đụng qua tết nó chưa hết nữa hết luôn sao chứ vô đi vô luôn trời gì vậy
giao qua cái đầu điện. Không sao được, không đâu có làm được, con mắt ruộng thằng ơi. Ông Sáu ông già ông bơm vài bữa ông đâu có chịu nổi, ông bơm vài bữa là ông số lại đâu rồi ơi, thấy gì đụng nhức sống lắm. Bữa gặp ông chích thuốc, bữa gặp ông sáng giờ chích thuốc không biết coi có hai đẻ điều không. Hạ xuống chút, hạ 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 xuống rồi. Ok đó, ok đó. Cái đèn bên đây hơi ok nè, đèn bên đây hơi đông ra nè, bẻ bẻ nó vô lại. Ừ, nó hơi da một chút. Ok. Rồi ok đó, ok đó. Cái này nó xỉa ra nè, bóp vô bẻ vô cái. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xí góc lại nha. Ok đó, ok đó. Phao đừng nổi vô nữa mọi người, chỉ thẳng đưa được, ok nó siết chắc là được đó. Rồi đừng đừng bẻ vô nữa. Cái cục bên này có hít không à, thấy cái này dính nó khá sáng nhão đẹp rồi, còn cái kia nó hơi hở nhiều nè. Cái con áo có cái cục này nè, ông dặn khít cho một siết nè, cái cục trong đổ này nè, con nó siết nó. Ô, cảm ơn nha. Lại thêm cái motor kia. Cái gì? Lại là motor mà motor rửa xe chạy cái nó đứng, nó không có trả gờ le lên liền. Vậy nó không trả, vậy nó có trừ tiền mình chưa? Em mới gỡ hành. Bông Giang mới đem ra hôm qua, mới đem coi hôm qua. Bông Giang á, ra Bông Giang á. Sao lú lú? Để nó mập nó làm đi. Rồi ok. Chiếc này bao nhiêu đó? Mấy trăm? 300 mấy à? 300 mấy. Chứ tôi đang coi cái bán 350. Chạy vòng đi. Chạy vòng đi thôi, không cần phải học. Mời cái số à. Sao đi? Ừ. Ở giờ đẩy đi Nhật đấu được nữa. Ừ. Chạy xéo xéo á, xéo xéo á. Phía trong á nữa mà chạy nó văng ra ngoài. Rồi. Chứ nó đâu vô phía trong đâu. Chạy cứ ra ngoài thôi. Đây nè. Đây đang được nè. Vậy chứ chạy. Đây đây, đang cầm đây, lăn đi, lăn đi. Lăn đi, người lăn thì xịt á. Rồi, lăn 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 đi. Để máy vô số. Để máy vô số, thổ tay vô hả? Đâu đi. Không chạy nó bung ra điệu chân hả? Em 14 giờ 50. Tôi ghẻ chưa? Tôi mua lại đó.
Rồi. Nghe này kìa. Cỡ đó 10 cây 15 cây tùy theo đường, như đường này 10 cây à, ra ngoài đường ngoài kia thì nó đỡ hơn chút. Đây cả đó ba mấy cây. 17 34. Mua mấy xe đâu tính tiền xăng được. Ừ, đây mua để chạy đâu cả một vấn đề á. Chứ này mà thì xăng nấu lo mới được. Mua được phải đổ xăng được phải không? Chuyện nó quá nhỏ. Đúng rồi. Nhiều quá nhỏ. Chưa. Còn đủ loại tầm 500. Như rồi đi, tính tôi đi tu rồi gọi là bao chọn gói cho là 3 triệu đi. Mua đồ kìa. Có là tính hết vụ hết trơn khoảng có cho phát sinh khoảng 5 triệu đi. Đem thêm 18 triệu mà về nó còn mấy triệu à. Mà đi dạng như là cũng chưa thoải mái nha, dạng như mình chơi cũng còn gò bó đó. Có mấy anh em chơi nhiệt tình hơn mình nữa. Vừa có mấy chiếc đó chạy vô đó, chiếc đó nhỏ quá, 300 mấy quá, không có đi nữa. Máy cũng bự quá trời đó. Có chiếc mà chở thùng bia đó, là chiếc là ngàn hai đó. Chiếc chở thùng bia quá trời cái hơi, chiếc chạy trước thì nó. Chiếc mua xe mà mua kiểu đó chạy gì trời, chạy gia đình hay gì á, chạy một vòng chơi nhẹ nhẹ một phê, không có mà thích thể thao, thích quạo rồi chơi cái này. Còn mấy ông già không thích cái kia nhẹ nhàng, chạy cái đó nhẹ nhẹ. Ừ, cà phê vòng vòng ở đó đường nhỏ chạy được, xe quỷ vô đường nhỏ này khó chạy chứ không có gì đâu, còn buồn khó hơn. Rồi đưa nha vô luôn. Đề máy không mập, đề máy thử đèn không mập.
nhìn cái 80 độ là đều lên. Dòng tua này số mấy về số 6 số. Khi nào mình đèn tối mình mở, còn khi ngược chiều mình tắt rồi, đúng rồi. Bởi vì mình chớp cái này qua chứ bộ. Mình xin chào anh em, hôm nay mình làm lúc chiều mình đã làm cái clip hướng dẫn gắn cái đèn L6 rồi nè. L6X chứ. Thì bên này bây giờ mình test tủ sáng cho anh em xem. Các em cảm cho mình là giờ này ban đêm nha, cho nên thì mình chỉ test đèn thôi chứ mình không có đề xe được. Bên đây thêm một chiếc nè, sẵn mở thêm cho cô luôn. Thấy hai chiếc mà nó pha làm được, nó sáng cỡ nào. Như là full đường luôn á. Anh em cảm nha, này mình không dám mở lâu sợ hết bình.